Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 3 tháng 7, Đại tá Trần Vĩnh Phú, trưởng Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ Luật Hình Sự. Theo Đại tá Phú, sau vụ sạt lở ta luy công trình ở đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt khiến 2 người chết, 5 người bị mắc kẹt. Rạng sáng ngày 29 tháng 6, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng liền chỉ đạo khẩn trương điều tra. Nhiều ngày qua, Công an thành phố Đà Lạt đã triệu tập khoảng 20 người để làm việc, điều tra làm rõ nguyên nhân sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan và đang xem xét việc khởi tố bị can. Song song đó, cơ quan điều tra cũng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu liên quan đến các lô đất được xây bờ kè ta luy đang đổ đất tạo mặt bằng. Các giấy tờ liên quan việc cấp giấy phép xây dựng, khảo sát, thiết kế, thẩm định, giám sát và thi công cũng được thu thập để làm rõ sai phạm. Lãnh đạo cơ quan điều tra cho biết, công an quyết liệt điều tra, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Liên quan vụ án trên, Vietnamnet thông tin trưởng phòng quản lý đô thị Đà Lạt bị đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã yêu cầu lãnh đạo các phòng quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không rời khỏi địa phương. Các cán bộ này đã được đề nghị chấp hành nghiêm theo yêu cầu triệu tập, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra về các nội dung liên quan đến vụ sạt lở. Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, nguyên nhân sự việc là mưa lớn nhiều ngày, khối lượng đất đắp sau tường chắn lớn gây mất khả năng chịu lực dẫn đến sạt lở. Vị trí sạt lở là công trình ta luy chắn đất với tổng chiều dài 381m, kết cấu bê tông cốt thép kết hợp với cọc vây lớp D400. Khi sự cố xảy ra, hạng mục ta luy đã hoàn thành thi công khoảng 1 năm trước. Hiện chủ đầu tư công trình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết đã yêu cầu lãnh đạo văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, phòng quản lý đô thị, phòng tài nguyên và môi trường, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân phường 10, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan tới vụ sạt lở bờ ta luy tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt cho cơ quan cảnh sát điều tra khi có yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng yêu cầu cán bộ, viên chức, công chức không được đi khỏi địa bàn thành phố Đà Lạt, nghiêm túc chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra, kể cả ngoài giờ hành chính, thứ Bảy và Chủ nhật, cho đến khi kết thúc cuộc điều tra các nội dung có liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt. Liên quan tới vụ sạt lở bờ ta luy khiến 2 người tử vong, là một số người khác bị thương, vùi lấp hoàn toàn một căn biệt thự, gây hư hỏng toàn bộ một căn biệt thự khác và làm hai căn nhà liền kề đó bị hư hỏng một phần vào lúc 3 giờ sáng ngày 29 tháng 6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tạm đình chỉ công tác trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Đà Lạt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ sập bờ ta luy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên. VTV News đưa tin, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo số 1493/BCSXY gửi Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về sự cố sạt lở ta luy nghiêm trọng tại Đà Lạt. Tại báo cáo này, Sở Xây dựng xác định nguyên nhân sạt lở là do mưa lớn liên tục trên địa bàn, đồng thời chủ đầu tư đang triển khai lắp đất để tạo mặt bằng thi công. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, vị trí sạt lở có tên là ta luy chắn đất ở hẻm 15/2, Yên Thế, phường 10, thành phố Đà Lạt. Công trình có tổng chiều dài hơn 380m, cao 13,4m, giật thành 3 cấp từ 4 đến 4,7m, kết cấu bê tông cốt thép kết hợp hệ cọc vây 2 lớp D400. Chiều rộng của ta luy từ chân đến đỉnh đều bằng 0,3 đến 0,7m. Bờ ta luy được xây dựng trên 4 thửa đất với 4 giấy phép xây dựng khác nhau. Công trình do Công ty Cổ phần Xây dựng Lê Nguyễn, Lâm Đồng thiết kế và thi công. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Phát Thịnh thẩm tra thiết kế. Thời điểm xảy ra vụ việc vào hồi 2 giờ sáng ngày 29 tháng 6,
bờ ta luy bê tông chắn đất bị sạt lở, dẫn đến sạt lở đất và sụp đổ công trình tại hẻm 15/2 Yên Thế. Vị trí sạt lở tại các thửa đất số 656, 657, 658 và 659 của 4 hộ gia đình thi công ta luy chắn đất trên diện tích 2.153m, theo giấy phép xây dựng do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cấp. Qua thu thập thông tin, thì hạng mục ta luy này đã hoàn thành thi công 1 năm. Hiện tại chủ đầu tư đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công. Sở xây dựng đánh giá nguyên nhân sơ bộ của vụ sạt lở là do thời gian gần đây tại khu vực thành phố Đà Lạt mưa liên tục, lưu lượng mưa lớn. Đồng thời, chủ đầu tư đang triển khai công tác đắp đất để tạo mặt bằng thi công, lượng nước lớn thấm xuống đất cộng với khối lượng đất đắp sau lưng mặt tường chắn lớn làm gia tăng áp lực lên ta luy, gây mất khả năng chịu lực, dẫn đến sụp đổ công trình. Sở xây dựng đưa ra biện pháp khắc phục ban đầu là giảm áp lực lên ta luy bằng biện pháp lấy đất sau lưng tường, đồng thời tạo dòng thoát nước tại khu vực, tiến hành phủ bạt phần đất trên đỉnh ta luy, hạn chế nước mặt ngấm vào đất làm tăng áp lực lên thân tường. Liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở, tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại khu vực bằng cách di dời, hỗ trợ người dân tại khu vực gặp sự cố, ngăn chặn người không phận sự tiếp cận khu vực. Bên cạnh đó, thực hiện giải pháp ngăn dòng, tạo dòng nước tập trung về vị trí sự cố, có các biện pháp ngăn nước thấm xuống đất tại khu vực. Đồng thời, có giải pháp giảm tải áp lực sau lưng kè chắn đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá, tổ chức giám định để xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở. Vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đà Lạt rạng sáng ngày 29 tháng 6 đã khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết liệt chỉ đạo khắc phục vụ sạt lở trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, cơ quan này cũng đã chỉ đạo thành phố Đà Lạt rà soát để hỗ trợ những nạn nhân và các gia đình bị thiệt hại. Trao đổi với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, một lãnh đạo công an tỉnh nhận định ban đầu khu vực sạt lở trước đây rất có thể là một con suối. Sau nhiều năm, người dân xây dựng nhà cửa đè lên và làm mất đi dòng chảy. Điều này có khả năng là nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở khi dòng nước bị tích tụ ngầm lâu ngày. Tại hiện trường, nhiều căn nhà được xây dựng giữa vách đồi, phía sau là những ta luy cùng với những công trình san lấp, xây dựng nhà cửa khác. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tập trung xác định thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập ta luy. Bên cạnh đó, cơ quan này xem xét việc cấp giấy phép xây dựng và quá trình thi công xây dựng công trình khiến bờ ta luy bị sập có vi phạm hay không. Nếu có sẽ khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Trong khi đó, ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương, khen thưởng đột xuất các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc cứu hộ các nạn nhân vụ sạt lở đất ở phường 10, thành phố Đà Lạt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã thăm, tặng bằng khen và khen thưởng 120 triệu đồng đối với các chiến sĩ nỗ lực suốt 12 giờ và cứu sống 5 người bị đất đá sạt lở từ ta luy cao hơn 30 mét vùi lấp. Cũng liên quan đến vụ sạt lở, ông Ngô Văn Ninh cho biết đã di dời các hộ dân sinh sống ở khu vực này ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở để tránh những vấn đề đáng tiếc có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.